Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nói đại thừa ấy vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Đại thừa như vậy với hư không bình đẳng, ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên, hữu tình. Đại thừa cũng vậy, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên, hữu tình. Như hư không, không đến, không đi, không trụ, có thể thấy. Đại thừa cũng vậy, không đến, không đi, không trụ, có thể thấy. Như hư không, khoảng trước, sau giữa, đều bất khả đắc. Đại thừa cũng vậy, khoảng trước, sau giữa, đều bất khả đắc. Đại thừa như thế, tối tôn, tối thắng, cùng với hư không bình đẳng, dung nạp rất nhiều, không động, không trụ. Bình đẳng của ba đời, vượt khỏi ba đời, cho nên gọi là đại thừa. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy như lời ông đã nói. Bồ Tát Đại Thừa đủ công đức vô biên như vậy, thiện hiện nên biết, Đại Thừa của các Đại Bồ Tát là sáu pháp Ba La Mật Đa, đó là Bố Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa thiện hiện, Đại Thừa của các Đại Bồ Tát đó là pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, đại không, không không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh rốt ráo không, vô tế không, tán không, bản tính không, tự tướng không, nhất thiết pháp không, vô tính tự tính không. Lại nữa thiện hiện, đại thừa của các đại Bồ Tát là tất cả pháp môn Đà La Ni, đó là văn tự Đà La Ni, vân vân, vô lượng, vô số pháp môn Đà La Ni. Lại nữa thiện hiện, đại thừa của các đại Bồ Tát là tất cả pháp môn Tam Ma Địa, đó là kiện hành Tam Ma Địa, vân vân, vô lượng vô số pháp môn Tam Ma Địa. Lại nữa thiện hiện, đại thừa của các đại Bồ Tát là 37 pháp Bồ Đề phần, 3 môn giải thoát, nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng, vân vân, công đức vô lượng vô biên thủ thắng, nên biết đều là đại thừa Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, ông nói đại thừa vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Đúng vậy, như lời ông đã nói. Thiện hiện nên biết nếu dục giới, sắc giới, vô sắc giới là chân như, chẳng phải hư vọng, không biến đổi, chẳng điên đảo, chẳng giả dụ thiết lập, mà là chân, là thật, có thường, có hằng, không biến, không đổi, có thật tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu dục giới, sắc giới, vô sắc giới là biến kế sở chấp, là hư vọng, giả hợp, là có rời động cho đến tất cả đều không thường, không hằng, có biến, có đổi, đều là tánh không thật, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu sắc uẩn cho đến thức uẩn là chân như, chẳng phải hư vọng, không biến dị, không điên đảo, chẳng giả dụ thiết lập, mà là chân, là thật, có thường, có hằng, không biến, không đổi, có thật tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu sắc uẩn cho đến thức uẩn là biến kế sở chấp, là hư vọng, giả hợp, là có rời động cho đến tất cả đều không thường, không hằng, có biến, có đổi, đều không thật tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu nhãn xứ cho đến ý xứ là chân như, chẳng phải hư vọng, không biến dị, không điên đảo, chẳng giả dụ thiết lập, mà là chân, là thật, có thường, có hằng, không biến, không đổi, có thật tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu nhãn xứ cho đến ý xứ là biến kế sở chấp, là hư vọng, giả hợp, là có rời động cho đến tất cả đều không thường, không hằng, có biến, có đổi, tánh đều không thật, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu sắc xứ pháp cho đến pháp xứ là chân như, chẳng phải hư vọng, không biến dị, không điên đảo, chẳng giả dụ thiết lập, mà là chân, là thật, có thường, có hằng, không biến, không đổi, có thật tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân.
Còn nếu sắc xứ cho đến pháp xứ, là biến kế sở chấp, là hư vọng giả hợp, là có giời động cho đến tất cả đều không thường, không hằng, có biến, có đổi, đều không thật tánh, thì Đại Thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu nhãn giới cho đến ý giới, là chân như, chẳng phải hư vọng, không biến dị, không điên đảo, chẳng giả dụ thiết lập, mà là chân, là thật, có thường, có hằng, không biến, không đổi, có thật tánh, thì Đại Thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu nhãn giới cho đến ý giới là biến kế sở chấp, là hư vọng giả hợp, là có rời động, cho đến tất cả đều không thường, không hằng, có biến, có đổi, đều không thật tánh, thì Đại Thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu sắc giới cho đến pháp giới, là chân như, chẳng phải hư vọng, không biến dị, không điên đảo, chẳng giả dụ thiết lập, mà là chân, là thật, có thường, có hằng, không biến, không đổi, có thật tánh, thì Đại Thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu sắc giới cho đến pháp giới là biến kế sở chấp, là hư vọng giả hợp, là có rời động cho đến tất cả đều không thường, không hằng, có biến, có đổi, đều không thật tánh, thì Đại Thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu nhãn thức giới cho đến ý thức giới là chân như, chẳng phải hư vọng, không biến dị, không điên đảo, chẳng giả dụ thiết lập, mà là chân, là thật, có thường, có hằng, không biến, không đổi, có thật tánh, thì Đại Thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu nhãn thức giới cho đến ý thức giới là biến kế sở chấp, là hư vọng giả hợp, là có rời động cho đến tất cả đều không thường, không hằng, có biến, có đổi, đều không thật tánh, thì Đại Thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu nhãn xúc cho đến ý xúc là chân như, chẳng phải hư vọng, không biến dị, không điên đảo, chẳng giả dụ thiết lập, mà là chân, là thật, có thường, có hằng, không biến, không đổi, có thật tánh, thì Đại Thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu nhãn xúc cho đến ý xúc là biến kế sở chấp, là hư vọng giả hợp, là có rời động cho đến tất cả đều không thường, không hằng, có biến, có đổi, đều không thật tánh, thì Đại Thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là chân như, chẳng phải hư vọng, không biến dị, không điên đảo, chẳng giả dụ thiết lập, mà là chân, là thật, có thường, có hằng, không biến, không đổi, có thật tánh, thì Đại Thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là biến kế sở chấp, là hư vọng giả hợp, là có rời động, cho đến tất cả đều không thường, không hằng, có biến, có đổi, đều không thật tánh, thì Đại Thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu địa giới cho đến thức giới là chân như, chẳng phải hư vọng, không biến dị, không điên đảo, chẳng giả dụ thiết lập, mà là chân, là thật, có thường, có hằng, không biến, không đổi, có thật tánh, thì Đại Thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu địa giới cho đến thức giới là biến kế sở chấp, là hư vọng giả hợp, là có rời động cho đến tất cả đều không thường, không hằng, có biến, có đổi, đều không thật tánh, thì Đại Thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu nhân duyên cho đến tăng thượng duyên là chân như, chẳng phải hư vọng, không biến dị, không điên đảo, chẳng giả dụ thiết lập, mà là chân, là thật, có thường, có hằng, không biến, không đổi, có thật tánh,
thì đại thừa đây chẳng được tốt quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian trời người Atula vân vân. Còn nếu nhân duyên cho đến tăng thượng duyên là biến kế sở chấp, là hư vọng giả hợp, là có rời động cho đến tất cả đều không thường không hằng, có biến có đổi, đều không thật tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân, tối tôn tối thắng. Lại nữa thiện hiện nếu vô minh cho đến lão tử là chân như, chẳng phải hư vọng, không biến dị, không điên đảo, chẳng giả dụ thiết lập, mà là chân, là thật, có thường, có hằng, không biến, không đổi, có thật tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân. Còn nếu vô minh cho đến lão tử, là biến kế sở chấp, là hư vọng giả hợp, là có rời động, cho đến tất cả đều không thường, không hằng, có biến, có đổi, đều không thật tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người Atula vân vân, tối tôn tối thắng. Lại nữa thiện hiện nếu chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian trời người Atula vân vân. Còn nếu chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân, tối tôn tối thắng. Lại nữa thiện hiện nếu cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, cảnh giới an ổn, cảnh giới tịch tĩnh, cảnh giới vô sanh, cảnh giới vô diệt, cảnh giới vô nhiễm, cảnh giới vô tịnh, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian trời người Atula vân vân. Còn nếu cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân, tối tôn tối thắng. Lại nữa thiện hiện nếu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian trời người Atula vân vân. Còn nếu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân, tối tôn tối thắng. Lại nữa thiện hiện nếu pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian trời người Atula vân vân. Còn nếu pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân, tối tôn tối thắng. Lại nữa thiện hiện nếu thánh đế khổ tập diệt đạo là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian trời người Atula vân vân. Còn nếu thánh đế khổ tập diệt đạo chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân, tối tôn tối thắng. Lại nữa thiện hiện nếu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian trời người Atula vân vân. Còn nếu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân, tối tôn tối thắng. Lại nữa thiện hiện nếu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian trời người Atula vân vân. Còn nếu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân, tối tôn tối thắng. Lại nữa thiện hiện
Nếu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân. Còn nếu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, chẳng phải thật hữu tánh, mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa, thiện hiện, nếu tám giải thoát, chín định thứ đệ là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân. Còn nếu tám giải thoát, chín định thứ đệ chẳng phải thật hữu tánh, mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa, thiện hiện, nếu pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân. Còn nếu pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải thật hữu tánh, mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa, thiện hiện, nếu năm loại mắt, sáu phép thần thông là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân. Còn nếu năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng phải hữu tánh, mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa, thiện hiện, nếu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân. Còn nếu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải thật hữu tánh, mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa, thiện hiện, nếu pháp cực hỷ địa cho đến pháp vân địa là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân. Còn nếu pháp cực hỷ địa cho đến pháp vân địa chẳng phải thật hữu tánh, mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa, thiện hiện, nếu bậc cực hỷ địa cho đến bậc pháp vân địa là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân. Còn nếu bậc cực hỷ địa cho đến bậc pháp vân địa chẳng phải thật hữu tánh, mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa, thiện hiện, nếu pháp Tịnh Quán địa cho đến pháp Như Lai địa là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân. Còn nếu pháp Tịnh Quán địa cho đến pháp Như Lai địa chẳng phải thật hữu tánh, mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa, thiện hiện, nếu bậc Tịnh Quán địa cho đến bậc Như Lai địa là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân. Còn nếu bậc Tịnh Quán địa cho đến bậc Như Lai địa chẳng phải thật hữu tánh, mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa, thiện hiện, nếu tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì đại thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân. Còn nếu tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân chẳng phải thật hữu tánh, mà là phi hữu tánh, thì đại thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, Atula, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa, thiện hiện,
Nếu Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi an tọa trên tòa diệu Bồ Đề, trong khoảng thời gian đó mà khởi vô lượng loại tâm là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì Đại Thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi an tọa trên tòa diệu Bồ Đề, trong khoảng thời gian đó khởi vô lượng loại tâm chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì Đại Thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát Trí Kim Cương Dụ là thật hữu tánh chẳng phải phi hữu tánh, thì Đại Thừa đây chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu Đại Bồ Tát Trí Kim Cương Dụ chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì Đại Thừa đây vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát dùng Trí Kim Cương Dụ để liên tục đoạn trừ phiền não tập khí là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì trí năng đoạn kim cương dụ đây không thể đạt được điều kia, đều vô tự tánh đoạn, chứng đắc trí nhất thiết trí vô thượng vi diệu, chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu dùng trí kim cương dụ để liên tục đoạn trừ phiền não tập khí, chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì trí đoạn năng kim cương dụ đây có thể liễu đạt được điều kia, đều vô tự tánh, chứng đắc trí nhất thiết trí vô thượng vi diệu, vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân chư Như Lai ứng chánh đẳng giác là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì oai quang diệu đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì oai quang diệu đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu việc phóng quang minh của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì việc phóng quang minh của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không thể chiếu khắp mười phương hằng hà sa số thế giới, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu việc phóng quang minh của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì việc phóng quang minh của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đều có thể chiếu khắp mười phương hằng hà sa số thế giới, vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đầy đủ 60 âm thanh vi diệu trong suốt là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đầy đủ 60 âm thanh vi diệu trong suốt chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không thể giáo hóa các hữu tình khắp mười phương vô lượng vô biên trăm ngàn ức hằng hà sa vân vân thế giới, không vượt tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Còn nếu chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đầy đủ 60 âm thanh vi diệu trong suốt chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đầy đủ 60 âm thanh vi diệu trong suốt đều có thể giáo hóa các hữu tình khắp mười phương vô lượng vô biên trăm ngàn ức vân vân thế giới, vượt khắp tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân, tối tôn, tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu sự chuyển pháp luân vô thượng vi diệu của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác là thật hữu tánh, chẳng phải phi hữu tánh, thì sự chuyển pháp luân vô thượng vi diệu của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng,
không thanh tịnh, cũng không chuyển hóa được tất cả thế gian sa môn bà la môn, không vượt tất cả thế gian trời người Atula vân vân. Còn nếu sự chuyển pháp luân vô thượng vi diệu của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng phải thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì sự chuyển pháp luân vô thượng vi diệu của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác rất thanh tịnh, tất cả thế gian sa môn bà la môn đều không có thể như pháp chuyển hóa vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân tối tôn tối thắng. Lại nữa thiện hiện, nếu việc giáo hóa hữu tình của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác là thật hữu tánh chẳng phải phi hữu tánh, thì sự chuyển pháp luân vô thượng vi diệu của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng được tôn quý, chẳng được tối thắng, không thể đưa các loại hữu tình kia vào cõi vô dư y niết bàn, không vượt tất cả thế gian trời người Atula vân vân. Còn nếu việc giáo hóa hữu tình của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng thật hữu tánh mà là phi hữu tánh, thì sự chuyển pháp luân vô thượng vi diệu của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đều có thể đưa các loại hữu tình kia vào cõi vô dư y niết bàn, vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân tối tôn tối thắng. Do mỗi mỗi nhân duyên như vậy, cho nên nói đại thừa vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân tối tôn tối thắng. Lại nữa thiện hiện, theo lời ông nói, đại thừa như vậy cùng với hư không bình đẳng. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì